không chỉ địa bàn các xã ven thành phố Vinh, mà ngay tại một số con đường nằm cách trụ sở phường Quán Màu không xa. Nhưng rác thải xây dựng, bao gồm bê tông, kính vỡ, vẫn bị đổ tràn lan. Và ngay bên cạnh đoạn đường trung tâm mang tên Nam Giang Yudasan do Hàn Quốc tài trợ, một đống gạch vữa đổ xa nơi đây, dấu vết còn rất mới. Dân xây dựng và một số doanh nghiệp làm mặt bằng là người ta chưa có ý thức nên người ta vẫn đổ trộm, do vậy rất khó khăn trong cái việc mà giải quyết được các cái điểm rác tồn đọng này. Trên địa bàn thành phố Vinh, hầu hết khu vực có bãi đất trống, những nơi quy hoạch xây dựng dang dở và trên một số đoạn đường ven đô thì đều bị biến thành nơi đổ phế thải xây dựng. Bởi vậy, khối lượng rác thải bị đổ trộm ra môi trường là rất lớn, khiến cho không gian cảnh quan trở nên nhếch nhác, ô nhiễm vì các loại rác thải này rất khó bị phân hủy. Các tổ chức và cá nhân là cố tình đổ vào buổi đêm và những giờ mà gọi như là các lực lượng chức năng là không thực hiện cái thi hành là công vụ. Chính do đó là quá trình triển khai tổ chức là mà kiểm tra kiểm soát là gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên thành phố là đã phê bình một số phường xã là thiếu cái chỉ đạo. Tại thành phố Vinh hiện có 5 bãi tập kết rác thải xây dựng, diện tích bao chứa rất lớn do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An quản lý. Và theo quy định thì mọi hành vi xả thải chất thải rắn xây dựng ra ngoài các bãi rác đã được quy hoạch này thì đều vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn các phường, xã của thành phố. Đơn vị chúng tôi thi công các công trình ở trong nội thành phố Vinh thì chúng tôi luôn luôn hiệp đồng với bên là Công ty Môi trường để xúc đổ các rác thải đi đổ là đúng nơi quy định, chứ còn không thuê xe là đi đổ lung tung. Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An thì được thành phố Vinh giao nhiệm vụ là quét thu gom, bốc vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Thì ngoài ra thì công ty còn được ủy ban giao nhiệm vụ là quản lý, xử lý các cái bãi tập kết doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân triển khai thi công xây dựng thì trực tiếp liên hệ với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An để vận chuyển xử lý rác thải xây dựng đúng quy định. Thì công ty sẵn sàng đáp ứng được các cái dịch vụ. Hiện đơn vị này có đầy đủ phương tiện chuyên dụng để thu gom, chuyên chở kịp thời các loại rác, phế thải xây dựng. Do đó sẽ giải quyết khó khăn cho các tổ chức cá nhân trong quá trình xây dựng nhà cửa, công trình phát sinh phế thải. Hy vọng với sự phát triển dịch vụ thu gom rác thải xây dựng của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An sẽ góp phần chung tay bảo vệ môi trường thành phố Vinh.